Quay lại chủ đề chia sẻ với anh chị em về các loại ly để uống rượu vang cũng như là các loại ly uống các loại rượu khác và tầm quan trọng của những ly đó đối với các loại rượu nó như thế nào. Chủ đề ly là một chủ đề rất là rộng lớn bởi vì chúng ta có rất nhiều loại rượu khác nhau và đi kèm với nó là rất nhiều các loại ly khác nhau mà người phương Tây cũng như là người Pháp ta đã mất công, mất sức, mất thời gian, công sức cũng như là đúc kết được ly nào phù hợp nhất để uống những loại rượu gì. Chúng ta biết rằng là bây giờ anh chị em hình dung này, nếu mà chúng ta chọn được một chai bia ngon, đơn giản thôi, một chai bia ngon mà chúng ta không có ly để uống bia thì chúng ta uống nó vào chén ăn cơm hoặc cái bát ăn cơm đấy chẳng hạn, thì cái chai bia nó đã giảm đi bao nhiêu là giá trị rồi. Hoặc là chúng ta có một cốc sinh tố, gọi một cốc sinh tố mắm cầu hoặc là bơ xoài mà chúng ta thì là không có cái ly, cái cốc uống sinh tố mà cho chúng ta uống một cái tách cà phê chẳng hạn, thì cốc sinh tố nó đâu còn được ngon nữa. Thì đấy mới chỉ là chai bia hoặc là một ly sinh tố thôi mà cái ly của nó đã quan trọng đến như thế. Uống gì là những chai rượu vang quý hoặc là những chai vang nổ champagne rồi cognac whisky nhiều chai rượu rất là quý mà chúng ta chọn sai ly thì giá trị của chai rượu nó sẽ giảm đi vô cùng nhiều, thậm chí là giảm hẳn luôn. Thì bởi vì ly là một chủ đề rất là rộng lớn cho nên hôm nay Giang xin chia sẻ trước là các loại ly uống champagne hoặc là vang nổ là những ly như thế nào. Còn ở những clip tiếp theo thì Giang xin, nếu có thời gian thì Giang sẽ xin chia sẻ tiếp với anh chị em các loại ly để uống các loại vang trắng, vang đỏ và cognac whisky. Còn trong clip này là các loại ly để uống về champagne và vang nổ. Thì có hai chủ đề mà Giang hay nhận được nhiều nhất các câu hỏi là những loại ly nào để uống champagne hoặc là sparkling và vang nổ ấy, nói chung là chuẩn. Và khi uống sparkling và vang nổ thì chúng ta có nên lắc hay không? Tại sao? Thì đây, trên bàn trước mặt Giang là có 3 loại ly mà anh chị em nhìn thấy rõ nhất hay nhìn thấy phổ biến nhất để uống, để người ta hay dùng để uống champagne hoặc là sparkling vang nổ nói chung. Ly thứ nhất là miệng ly nó xòe, nó loe rộng ra như thế này, và bầu ly hoặc cái đụng ly ấy, thì nó cũng nông. Ly thứ hai thì nó tương đối giống như một cái ly uống vang trắng. Ly thứ ba nhưng mà nó thuôn hơn, nó nhỏ hơn. Và ly thứ ba là một ly mà chúng ta, có lẽ anh chị em chúng ta nhìn gặp nhiều nhất để uống một ly champagne, là nó gầy, nó cao và cái bầu ly của ly nó nhỏ như thế này. Thì đấy là có 3 loại ly phổ biến nhất, cái này là ly uống nước giá, 3 loại ly phổ biến nhất để uống vang nổ hoặc champagne. Thôi bây giờ cho Giang gọi chung là vang nổ đi, bởi vì đầu tiên thì champagne ra đời, sau đó thì vang nổ ra đời, sau champagne thì Giang sẽ nói tiếp. Đấy, thế thì đây là ba loại ly phổ biến nhất bây giờ chúng ta đang dùng, và lý do tại sao nó lại xuất hiện như thế này và uống như thế nào cho nó chuẩn. Thì đầu tiên ấy, có nhiều cái giai đoạn khác nhau là champagne là ra đời đầu tiên là bằng ly này hoặc là bằng ly này hoặc là bằng ly như thế này. Nhưng mà thôi thì bây giờ chúng ta không có quá nhiều cầu kỳ mất thì giờ có chuyện đấy đi vào lịch sử. Nhưng mà thế này, khi mà uống vang nổ vào một ly như thế này thì cái đầu tiên ấy, là vang nổ là nó sủi bọt lên, thì người ta làm cái miệng nó xòe ra như thế này, nó loe rộng ra như thế này để nó dễ róc. Nếu mà ly nó bé thì bọt nó trào lên là rất chi là khó róc, nó kiểu như nó bị tràn ra ngoài rất là khó róc. Thì người ta sẽ làm cái ly nó, người ta đã làm cái ly nó nhỏ như thế này, tức là miệng ly nó xòe ra, nhưng mà cái bầu ly này hoặc là cái bụng ly này thì nó lại nông. Mục đích của nó là cái gì? Róc một chai vang nổ vào đây thì nó dễ rót nhưng không rót nhiều được, để cho làm sao để người ta phải uống nhanh thì còn giữ được nhiệt độ của
lý đấy. Và cái thứ hai nữa, tức là bởi vì nó nông mà cho nên nó không được rót nhiều thì nó giữ được nhiệt độ, thì mới giữ được độ lạnh để khi uống champagne hoặc là uống bao nhiêu thì đúng không, thì người ta giữ được để giữ uống nhanh hết để còn giữ được nhiệt độ. Cái thứ hai là ly thế này, tương đối giống một ly băng trắng, thì khi mà rót vào ấy là người ta có thể lắc lên để người ta ngửi hoặc người ta uống. Và cái thứ ba là ly như thế này, là ly chúng ta gọi là ly champagne truyền thống, tức là rót vào và không thể lắc lên được. Bởi vì tại sao? Bởi vì ly nó gầy như thế này, chúng ta không lắc được và chúng ta chỉ có uống thôi. Thế thì bây giờ Giang mới đi vào chi tiết là ly như thế nào, uống như thế nào, và ly nào thì có thể lắc, ly nào không thể lắc, và tại sao. Anh chị em biết rằng là đầu tiên ấy, thì champagne nó ra đời, tức là một thứ vang trắng sủi bọt ra đời ở cái vùng champagne của nước Pháp, và nó chỉ làm được từ ba loại nho căn bản nhất, ba loại nho duy nhất, ba loại nho thôi, là nho Chardonnay, nho Pinot Noir và Pinot Meunier, tức là một loại nho trắng và hai loại nho đỏ. Champagne nó sẽ chia ra làm là trắng, tức là blanc, hoặc là rosé, tức là hồng. Gọi theo thuật ngữ champagne sẽ là rosé, tức là champagne nếu mà cái chai mà làm từ vang hồng, từ champagne hồng rosé, thì sẽ có sự pha trộn của nho Pinot Noir hoặc là nho Pinot Meunier, đấy là hai loại nho đỏ. Còn nếu mà champagne mà trắng thì nó có thể là làm từ nho Chardonnay hoặc là Pinot Noir hoặc là Pinot Meunier, đấy là do cách của nhà làm sản xuất. Chính vì thế cho nên là, và hơn nữa nó lại đến từ vùng đất champagne nữa, cho nên người uống một chai champagne nhìn chung người ta đã định vị được cái mùi, cái vị của ly champagne rồi, của rượu champagne rồi. Đó là những vị đặc trưng như là hạnh nhân, bánh mì, bơ, táo, lê và đâu đó là mật ong, là sáu cái vị đặc trưng, năm sáu bảy cái vị đặc trưng đó của champagne rồi. Cho nên người ta đã hình dung ra được luôn là cái mùi của champagne nó sẽ như thế nào. Chai này có thể nó sẽ rõ vị hơn, vị này hơn, mùi kia hơn. Cho nên khi mà đã uống champagne gần như người ta không cần lắc, người ta không cần ngửi. Nhưng mà sau này khi mà đầu thế kỷ 20, cách đây khoảng hơn 100 năm gì đó, thì khi mà phương pháp Chacma ra đời, tức là khi người ta được làm champagne, người ta làm vang nổ bằng, không phải bằng phương pháp lên men trong chai nữa lần thứ hai, mà người ta sủi bọt lên kiểu như phương pháp công nghiệp, thì có rất nhiều vùng, rất nhiều nơi và đến ngày nay thì tất cả những nước nào mà đã làm được rượu vang thì người ta đều làm được vang nổ. Và khi đó thì người ta làm từ rất nhiều loại nho khác nhau, từ rất nhiều vùng đất khác nhau, từ rất nhiều cách thức pha trộn khác nhau, cho nên là một chai vang nổ sẽ gần như là không xác định được, sẽ khó xác định hơn rất nhiều mùi vị so với một chai champagne. Và đó là lý do tại sao mà khi uống vang nổ, tức là chai sparkling wine, thì người ta sẽ rót ra và người ta lắc lên để người ta ngửi xem mùi vị nó như thế nào. Còn champagne thì đã được định vị sẵn là những mùi vị như thế rồi, thì người ta không cần lắc, người ta không cần ngửi. Và bây giờ là đến lúc mà Giang sẽ, đây ở trên bàn là một chai champagne rất là điển hình, là của hãng Moët & Chandon, đây là open market, là ai cũng có thể mua được, không có hãng nào độc quyền cả. Và đây là một chai vang nổ của Úc. Thì bây giờ Giang sẽ mở ra, mở cả hai chai để chia sẻ với anh chị em như thế nào uống, như thế nào rót, như thế nào cho đúng cách. Đây là một chai vang nổ, cho nên là Giang không biết mùi vị nó làm sao, thì Giang sẽ rót vào ly như thế này, ly như thế này để Giang có thể lắc lên để ngửi xem mùi của nó là mùi gì.
Thì ở đây Giang sẽ có một hơi một chút xíu của mùi táo xanh, mùi bưởi chanh xanh và đâu đó là một chút xíu của mùi dầu hỏa, phong quả. Thì Giang có thể khẳng định rằng đây là một chai băng nổ làm từ nho Chardonnay. Đây chắc chắn là một chai băng nổ để làm ra từ nho Chardonnay. Nhưng nếu mà Giang rót vào cái ly này, cũng là một ly thường xuyên chúng ta nhìn thấy để uống champagne hoặc là băng nổ, thì bởi vì nó nông như thế này thì Giang không thể nào lắc lên được, mà Giang chỉ có ngửi thôi. Và khi ngửi thì nó sẽ không lên được mùi rõ ràng, nó không lên được mùi rõ ràng như là chúng ta lắc lên. Và nếu mà Giang rót cái này vào ly như thế này, bởi vì một ly gầy và thua như thế này thì chắc chắn càng không thể lắc lên được, rất là khó lắc. Đấy, cho nên cái ly này ra đời khi dành cho những người uống vang nổ sparkling, để người ta có thể lắc lên, người ta ngửi lên, người ta ngửi mùi. Nhưng tại sao ly này lại không hoặc là ly này, hai ly này không được những người sành champagne welcome, tức là ủng hộ lắm? Bởi vì có hai lý do. Một là anh chị em chúng ta sẽ thấy rằng là khi một đây răng chia sẻ, khi mà cái miệng ly nó loe rộng, nó xòe rộng như thế này thì diện tích tiếp xúc vào trong không khí nó rất là lớn, và nó nhanh làm cho cái nhiệt độ rượu ở trong ly bị tăng lên, và vì chính vì thế cho nên là vị ngon nó giảm xuống. Cái ly này còn lắc lên được nữa thì càng làm cho, hoặc là khi mà chúng ta lắc lên là càng làm cho nhiệt độ rượu trong ly nhanh giảm xuống. Khi nhiệt độ rượu và champagne hoặc là băng nổ và nhanh giảm xuống thì vị ngon nó sẽ không còn. Nhưng nếu cái chai băng nổ này mà lại uống vào ly này thì người ta không thể nào mà người ta ngửi để người ta định vị mùi hương của nó là như thế nào để xác định được. Vì vậy thường khi uống sparkling hoặc là băng nổ nói chung thì người ta hay rót vào những ly như ly như này để người ta, thậm chí người ta có thể lắc lên được, hoặc là ly thế này để xòe rộng ra để người ta ngửi. Đấy là khi người ta uống sparkling hoặc các loại sparkling nói chung, hoặc là những loại băng nổ mà làm theo phương pháp mà công nghiệp thì hay là như thế. Thế còn đây, bây giờ Giang sẽ còn đây là một cái, đây là một chai Moissandon. Tất cả chúng ta đều biết đấy là chai rượu như thế nào, chai champagne như thế nào. Đây là một chai rất là traditional của dòng champagne. Đây là chai Moissandon Blanc. Đấy, rõ ràng không cần nhiều, và chúng ta đã ngửi ngay được rất rõ vị hạnh nhân, vị bơ, vị bánh mì rõ vô cùng, nồng nàn, điển hình của một chai champagne rất traditional. Và chúng ta không cần lắc, chúng ta không cần lắc hoặc là cần xoay đi, và chúng ta hoàn toàn có thể ngửi đến được, bởi vì cách thức của nó làm rất là phức tạp. Rót vào ly này, nó đã tỏa hết được hương lên, và cái ly champagne gọi là champagne truyền thống này thì nó được hai cái ưu điểm. Một là chúng ta có thể nhìn lăn tăn được cái bọt champagne nó sủi lên liên tục
cái điều mà rất là ít, rất là hiếm khi ít hơn ở những chai sparkling, những chai vang nổ, tức là cúc bọc long tâm của một chai champagne nó liên tục nó sủi lên, nó tỏa hương lên. Và cái thứ hai nữa là ly này nó sẽ giữ cho nhiệt của độ của rượu trong ly được lâu nhất. Nhưng cái ly này nó sẽ bị một cái khó, tức là người rót phải rất là bởi vì nó rất là nhỏ cho nên cái việc rót rượu nó sẽ khó hơn rất nhiều so với chúng ta rót vào những ly lớn như thế này. Cho nên vậy nên thì để thế này, chúng ta có thể là tóm tắt lại là có 3 loại ly phổ biến nhất để uống một chai vang nổ hoặc là champagne. Thì thường là người ta uống champagne thì vào ly champagne truyền thống như thế này, còn uống và không lắc, không ngửi, không phải không ngửi mà người ta đưa lên mũi người ta mới ngửi thôi. Còn khi uống sparkling, bởi vì người ta không xác định được đấy là làm từ nho gì, làm từ vùng đất nào, hương vị ra sao, thì người ta sẽ rót vào những ly dạng như thế này và người ta có thể lắc lên một chút để người ta ngửi. Và thứ ba là cái ly như thế này là ly để dễ rót, nhưng mà người ta tại sao người ta làm rất là đông để cho không rót được nhiều rượu, để người ta cố gắng để giữ nhiệt độ rượu trong ly lâu hơn. Tuy nhiên ly này là cái ly mà đối với cá nhân Giang thì đây là ly mà cuối cùng Giang chọn khi uống những loại vang nổ. Bởi vì là cái thứ nhất là nó loe như rộng thế này nó khiến cho nhiệt độ nó nguội xuống, nó tức là nhiệt độ rượu tăng lên rất nhanh làm cho rượu giảm hẳn vị ngon đi. Cái thứ hai nữa là khi uống champagne mà chúng ta không có được cái ly miệng rộng thế này khiến cho người ta dễ uống những ngụm lớn và nó mất đi cái sự elegant, cái vị thanh, cái sự tinh tế khi chúng ta thưởng thức một chai champagne. Tuy nhiên thì bởi vì cái lượng vang nổ trên thế giới người ta làm ra nhiều hơn rất nhiều so với lượng champagne, cho nên và cách uống người ta cũng dễ dãi, người ta giảm đi, người ta xuề xòa hơn nhiều so với cách uống champagne. Cho nên đôi lúc thì bây giờ chính những cái ly mà để người ta thay đổi uống vang nổ thế này thì người ta lại ảnh hưởng ngược lại cho ly champagne, là đôi lúc chúng ta thấy rằng nhiều khi người ta giới thiệu một chai champagne người ta vẫn rót vào những ly lớn hơn hoặc ly như thế này, người ta vẫn lắc lên để người ta ngửi, đấy là ảnh hưởng ngược lại. Còn trên thực tế truyền thống thì người ta sẽ rót vào những ly này và người ta không lắc, người ta chỉ ngửi khi mà đưa lên mũi thôi và trước khi uống thôi, bởi vì nó rất rõ ràng mùi và vị rồi. Và còn lại về cách pair, tức là cách kết hợp với đồ ăn, thì Giang đã chia sẻ ở clip trước đây rồi, thì là champagne thì thường là bởi vì nó là cầu kỳ độc quý phái thì dễ hợp với caviar hoặc là ốc sên của Pháp. Còn một số món lại không phải như vậy. Còn vang nổ thì mình nó dễ hơn, thì có thể uống được với rất nhiều món hải sản khác nhau tùy theo gu khẩu vị mọi người. Và cái cuối cùng thì là đây là một cái clip mà Giang chia sẻ với các ly. Thì ở những clip tiếp theo nếu có thời gian thì Giang sẽ xin chia sẻ tiếp về những loại ly uống vang trắng, các loại ly uống vang trắng khác nhau và các loại ly uống vang đỏ khác nhau. Rồi những, có thể là những clip về những loại ly để uống rượu mạnh, cùng nhắc là whisky khác nữa. Mong rằng là anh chị em ít nhiều có những trải nghiệm về những cách chia sẻ uống champagne hoặc là vang nổ của Giang. Và mong rằng là để Giang có động lực để làm những ly, những clip tiếp theo thì anh chị em vui lòng bấm subscribe, bấm like và tương tác để ủng hộ Giang, để Giang có động lực để làm những clip tiếp theo, chia sẻ với anh chị em. Và bây giờ là cheers, xin mời.